Ông Đại Nam bất ngờ người phụ nữ cầm tờ đơn xông vào tìm đến cô Phương Hằng và chú Dũng để muốn cô Hằng và chú Dũng làm điều không ngờ. Xin mời quý vị và mọi người hãy xem nội dung video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với kênh Đại Tí TV. Hiện tại bây giờ ở trong khu du lịch Đại Nam có một người phụ nữ cầm một cái tờ đơn, quý vị, chạy đến tìm chú Dũng với cô Hằng để làm điều không ngờ. Em xin mời tất cả mọi người hãy xem video nhé. Mục đích gì con? Tôi đến từ ngày hôm qua, là cái đơn này là viết từ hôm qua là 19 tháng 10 2021, nhưng mà không gặp con Hằng chú Dũng nên bữa nay vô tiếp. Bữa nay hy vọng được gặp, nói chung là phải có tiền vé vô đó. Tôi giúp miễn phí từ thiện cho dân quan nên không có tiền mua vé vô biển. Vậy là con, cái có nghĩa là cô đang trên cái biên giới này, cô đang đi vào đây để gặp chú Dũng, cô Hằng để đưa giúp cho một người nào đó, phải không? Đúng. Rồi cô có thể đọc cái nội dung mà cô đang muốn nói đi. Rồi, dạ. Rồi con sẽ hỏi cô nha. Dạ dạ. Bây giờ tôi đến Tây Nam vào ngày 19 tháng 10 2024 hôm qua, nhưng mà không gặp chú Dũng với lại cô Hằng. Do thưa quý vị khán giả, hiện tại trên tay của em Tý có cầm hai sản phẩm, đó bên trái của em Tý là nước cốt nhồng đặc trị đau nhất nhất mỏi viêm, quý vị, và ở bên phải em thấy là mật ong rừng xịn Sơn La. Và hai cái chai mà em thấy đang cầm trên tay này, em thấy sẽ bao test 100% và em thấy sẽ miễn phí ship. Quý vị mua hàng hãy liên hệ về số điện thoại của em thấy ở trên màn hình. Em thấy cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ. Đó, tôi gửi bao thư đến chỗ tiếp dân nhưng tiếp dân không viết biên nhận cho tôi, nên một lòng tôi phải nhận lại để giao tận tay cho cô Hằng. Yeah, và bây giờ bảo vệ ở đây không cho hai người dân quan của tôi, hai người nghèo khổ của tôi đang ở ngoài kia là coi như là nói rằng là không được vào đây. Ở đây là khu du lịch vui chơi giải trí, còn không phải là nơi ăn mày ăn xin vô đây. Thì chúng tôi rất là bức xúc vì chúng tôi đâu phải ăn mày ăn xin đâu, thấy không? Nên nói câu đó rất là đụng chạm danh dự của chúng tôi. Nói lúc nào con? Nói lúc hồi sáng này là đâu cho vô đâu. Dạ, thứ nhất là con nói cho cô hiểu, ở đây là cái khu du lịch của người ta. Còn cái vấn đề mà nếu mà thật sự nếu mà tiếp người này người kia vô để mà vấn đề mà nghèo thì hàng ngày chắc Đại Nam trở thành là một cái khu là để mà giúp đỡ hoàn cảnh luôn á, thì cái đó anh đó cũng nói đúng. Và với cái nội dung ngày hôm sai nay sai rồi, tôi nói cô nghe, cậu nghe là bà Hằng mới nói thương dân yêu nước thì phải thể hiện thực tế thương dân yêu nước, chứ không phải là mổ tim hay là cho 20 tỷ ở ngoài Hà Nội. Bây giờ những trường hợp này hạt cát giữa sa mạc cứu được người nào thì được. Dẫu xây chính là phù đồ không bằng là phước cứu cho một người, thành thử không phân biệt đối xử. Rồi bây giờ con nói cô nghe nè, bây giờ nếu mà cái trường hợp như cô đó thì nếu mà giải quyết cho cô được cả trăm cả ngàn cả triệu người vô thì giải quyết một cách nào vậy cô? Mình phải đi xác minh. Cô đừng có nói rằng là cái đó cái nhiệm vụ của cô Hằng là phải yêu nước, nhân dân phải làm cái điều đó, cái này là cái tùy duyên cô à. Dạ tùy duyên nè, tôi đến đây là tùy duyên nè. Cái này chứ cô đâu phải xin cho tôi đâu. Cô đến là cô kêu gọi người ta, rồi cô nhờ là giúp đỡ, phải là tùy duyên. Tùy duyên tức là sao? Tức là cô Hằng vô tình nghe được cái câu chuyện đó, cô Hằng giúp đỡ. Bây giờ không nói sao bà biết. Bây giờ cô đọc cho con đi. Bây giờ tôi nói cô cậu nghe nè. Bà phải biết người trong kẹt đang cần bà giúp. Đây chúng tôi là người trong kẹt. Rồi bây giờ cô nói đi. Đơn xin được giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không chồng con, đính gửi anh Dũng và chị Phương Hằng. Tôi tên Lục Thị Hiếu, là cái cô mà đang nghỉ không cho vô đó nghe. Chứ tôi là Nguyễn Anh Đào. Lục Thị Hiếu, tên ở ngoài là Châu. Địa chỉ liên lạc là 295/6, tổ 12, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Và hiện nay cô đang ở nhà bà Võ Thị Ngọc Xuân, đang cho ở nhờ và cho ăn cơm làm phước từ thiện. Trước đây vào năm 2002, mẹ tôi bị bệnh nhũng não, bệnh trào ngược dạ dày, bệnh tim tràn dịch màng phổi, đau khớp vân vân. Đến năm 2003, tôi bán nhà để lo chạy thuốc mê cho mẹ, nhưng mẹ tôi vẫn không qua khỏi và đã chết vào năm 2003. Sau này do không có nhà, tôi đã sinh sống nhiều nơi. Tình bọc tôi đầu tiên ở nhà bà Quỳnh Như, ở nhà trọ nhà ông Hai Chí Lò Rèn, đường Lê Văn Tám, xã Hưng Chiến. Cuối cùng là nhà bà Võ Thị Ngọc Xuân, như tôi đã đi trên, bán mít luộc, nuôi gà vịt để lấy trứng ăn, nuôi heo nái 2 con để bán, để heo đẻ bán heo con.
hơn tôi bệnh hoạn đau tràn đau đại tràng cúng máu mấy tháng trời, đau bao tử, yếu tim, đau khớp, vân vân, mất sức lao động. Vì hiện nay bà Hiếu là 64 tuổi, mượn nợ để mua thuốc men uống qua ngày, ăn bám gia đình bà Xuân, tôi cũng đây rất thương tâm. Nay biết được tấm lòng tình tâm của anh Dũng, chị Hằng, thương dân nghèo gặp nạn khó khăn, nên tôi đến nơi đây để mong được giúp đỡ hoàn cảnh neo đơn của tôi. Tôi không biết chữ nên có nhờ bà Nguyễn Anh Đào nhờ tôi viết cái đơn này. Nguyễn Anh Đào tình cờ gặp nhau tại đây, viết giùm tôi các nội dung tôi đã trình bày nêu trên. Nếu cần xác minh sự thật, tôi sẽ dẫn đến các nhà nêu trên để làm chứng cho tôi về sự thật này. Tôi không hề nói láo. Kính mong được anh Dũng, chị Hằng giúp đỡ tôi bằng tấm lòng thiện nguyện. Thương dân trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn. Dạ. Bà này có nói với tôi, Phan có nói với tôi là anh Dũng, chị Hằng xin 100 triệu để cất nhà để ở, không ở những người mà đùm bọc nữa, vì bà không muốn mang ơn. Bà muốn cho bà 100 triệu bà cất cái nhà đó thật sự luôn, để chi bà ở suốt đời. Cái thứ hai nữa, răng bà rụng hết, bà không có xin anh Dũng, chị Hằng cho bà 5 triệu đồng để bà trồng răng, để bà ăn cơm không bị đau tử tràn ngược dạ dày và đạt viêm đại tràng, rất là yếu đuối, bệnh hoạn gì lắm. Rồi 5 triệu đồng đó, và hiện nay bà đang mắc nợ là mượn người, những người cho bà mượn tiền 20 triệu để chi, để bà mua thuốc men uống. Bây giờ bà bệnh nhiều quá, mượn 20 triệu để mua thuốc men uống. Thì tổng cộng ý của bà muốn anh Dũng thì chị Hằng giúp cho bà được 125 triệu đồng. Đó là gì? Ở đây tại vì mình nói rõ đi chứ mình mập mờ làm gì. Ở đây chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Và anh học, tôi biết khả năng anh Dũng và chị Hằng sẽ giúp đỡ cho bà được, nên tôi cảm thấy tôi bức xúc, và tôi cảm thấy tôi không có tiền như bà Hằng, nhưng tôi có cái tấm lòng của tôi là cầu nối để anh Dũng và chị Hằng từ thiện đúng người đúng việc và đúng cái sự đau khổ của người dân. Mà tôi cảm thấy đây rất là tội nghiệp, mà khóc lên khóc xuống đến nỗi mấy anh cung cấp bơ qua còn cho tiền nó luôn, mà cho 100 ngàn, người ông kia muốn cho nữa mà còn có 80 ngàn bóc ra cho luôn, bóc ra cho bả luôn là cung cấp bơ cho đó. Mấy anh làm sao tin với mấy cậu nè, cho bả đó. Cho con hỏi là cô là cái mối quan hệ gì với cái người mà trong đơn này? Tôi á, là tình cờ đến đây tôi dẫn được người dân quan của tôi. Dân quan là dân sao? Là dân gì nè, tức là họ nâng nền chống dột, nâng nền chống dột đâu có dự án mà cũng không hề có tranh chấp nữa. Vậy mà ủy ban dân phường An Phú Đông không, cái đó là con cắt luôn, mà không, mình không có nói tới chuyện đó. Cái quan trọng là con hỏi cô là có mối quan hệ gì với cái người giúp đơn này. Nhưng mà trường hợp đó là lát nữa tôi kể cho tôi quay luôn nha. Tại vì sao cô cũng đang cứu người này luôn á. Không, thì cô có nói trả lời cho con là cô với người này là cái mối quan hệ gì thôi. Thứ nhất, tình cờ tôi dẫn cái con Đặng Thị Thu đi vô đây để xin bà Hằng xuống nhà coi nhà bả còn tệ hơn ổ chuột nữa. Mà cô, nhà cô Hằng cấp cứu thì vậy thì sao? Không. Cho lính lát, bà Hằng nhiều lính lát lắm chứ. Có nhiều lính. Tôi xuống rồi. Tôi xuống rồi và tôi là nhân chứng của căn nhà này.